Kính thưa quý vị, ngày 14 tháng 3, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa làm rõ được một người phụ nữ dùng hung khí sát hại con trai. Khoảng 9 giờ ngày 5 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo về việc phát hiện nam thanh niên tên Ikhai Nie, 27 tuổi, ngụ buôn HRB, xã Ea Tôn, huyện Cư Mờ Ga, tử vong tại phòng ngủ của gia đình chưa rõ nguyên nhân. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự và Công an huyện Cư Mờ Ga tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp điều tra. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, tổ công tác xác định đây là vụ án mạng. Hiện trường vụ án cũng chính là nơi phát hiện nạn nhân tử vong. Người liên quan đến cái chết này là bà H. Miễm Đi-ê, 54 tuổi, mẹ ruột của Ikhai Nie. Tại cơ quan công an, bà H. Miễm Đi-ê khai nhận vì Ikhai Nie lười lao động, ham chơi, nhậu nhẹt với bạn bè, nhiều lần xin tiền mẹ và các thành viên trong gia đình. Nếu không được cho tiền thì Ikhai Nie phá phách đồ đạc trong nhà, đánh đập và đe dọa giết bà H. Miễm Đi-ê và các thành viên trong gia đình để ép phải cho tiền Ikhai Nie ăn chơi. Rạng sáng ngày 5 tháng 3, Ikhai Nie sau khi đi nhậu cùng bạn bè về nhà thì vào phòng của bà H. Miễm Nie xin 5 triệu đồng để đi ăn chơi. Nhưng bà H. Miễm Nie trả lời không có, thì Ikhai Nie có lời lẽ lăng mạ và đe dọa sẽ giết H. Miễm Nie. Chính vì thế, bà H. Miễm Nie lấy một chiếc búa sắt đi sang phòng nơi Ikhai Nie đang ngủ, dùng chiếc búa này đánh vào vùng đầu, ngực làm Ikhai Nie tử vong. Bà H. Miễm Nie đã thừa nhận hành vi của mình.